Xin chào các bác. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu một cái loại thuốc quý của Việt Nam, đó là ba kích tím các bạn. Thì trên tay em đang cầm là củ ba kích tím đây. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng và cái cách sử dụng và cái những cái lưu ý khi mình ngâm rượu để tránh sao độc hại các bạn. Thì củ ba kích thì rất nhiều người không biết ngâm, ngâm gây rất độc hại các bạn, uống không tốt cho sức khỏe mà có thì rất là về đường tim mạch và đường huyết áp và phản tác dụng, không có tác dụng gì mà có khi còn làm cho cái tác dụng mình cần mà nó không không có tác dụng các bạn. Thì ba kích đây là ba kích Quảng Ninh các bạn, ba kích tím Quảng Ninh. Thì bây giờ này đây là ba kích trồng các bạn, ba kích trồng thì không, bây giờ không ai người đi trồng ba kích trắng đâu. Ba kích trồng thì không, bây giờ không ai người đi trồng ba kích trắng đâu các bạn. Đây là ba kích tím, toàn ba kích tím thôi. Thì sau khi đã mua ba kích về thì các bác sẽ rửa sạch đi, rồi mình rửa phải đến 4 5 6 nước thì các bạn mới sạch được. Thì các bác sẽ phơi sạch, rửa sạch xong là phơi ra nắng khoảng 3 4 tiếng để cho héo thì bóc nó dễ hơn các bạn. Bóc lõi sơ chế dễ hơn. Thì tại sao phải bóc lõi? Tại vì là cái ba kích này các bạn, mình không bóc lõi thì nó sẽ ngâm nó uống sẽ phản tác dụng. Đây, em sẽ hướng dẫn các bác cách bóc lõi luôn. Đây, dụ như củ ba kích như này, các bác phơi lắng xong 3 4 tiếng này các bác, xong các bác tách lõi. Đây em sẽ lấy củ này dễ. Đây các bác sẽ cho vào giữa cái lõi này nhá, có một ở giữa nó có một cái lõi thì các bác sẽ tách vào giữa, con dao tách vào giữa đấy các bác nhá. Đây nó có một cái lõi, các bác tách lựa lựa lách vào giữa này, sau rồi các bác đi đi sâu. Cái này nó tươi quá nó hơi khó, các bác thông cảm. Đấy, đấy các bác cái này các bác tách ra thôi. Cái củ ba kích tím thì bên trong nó sẽ hong hong tím nha các bác nhá, chứ không phải là bên trong nó tím đâu, nó hong hong tím thôi. Đấy xong rồi các bác tách cho thôi. Đấy, đây gọi là tách lõi các bạn, nếu mà mình héo héo đi thì tách nó rất dễ, nên nó tươi, miền Bắc không có lắng các bạn. Đấy các bác mình vứt bỏ cái lõi đi, lõi này các bác vứt đi nhá, mình ngâm là ngâm cái cùi thôi. Đấy, ngâm tỷ lệ ngâm thì cái lõi này vứt đi, lõi ở giữa này như lõi sắn này, củ sắn này các bác này vứt đi. Cái này uống nó rất độc, không tốt cho sức khỏe, có hại tim mạch và huyết áp. Đấy còn cái củ này thì mình sẽ ngâm, mình ngâm với tỷ lệ là 1 kg củ ba kích này mình ngâm với là 4 lít rượu trắng 40 đến 42 độ các bác ạ. Rượu nếu mà rượu gạo, rượu rượu nếp thì tốt. Đấy. Các bác ngâm khoảng trên 3 tháng là có thể sử dụng được. Và nếu các bác ngâm 6 tháng đến 1 năm, hơn 1 năm thì càng tốt. Thì rất là ngon. Các bác ngâm khoảng tầm nửa tháng là bắt đầu tím, còn bắt đầu 1 tháng là bắt đầu tím đen rồi. 2 tháng là tím lắm rồi. Các bác ngâm thì chú ý là ngâm trong bình thủy tinh, không nên ngâm trong bình nhựa, uống không có tốt cho sức khỏe các bạn. Đấy, thì em nói qua cái đấy. Còn về cái công dụng của ba kích thì nó rất là tốt cho sức khỏe, uống thì tác dụng là tăng cường cái chức năng sinh lý cho nam giới, và những người trung niên thì cũng nên sử dụng cái rượu ba kích này rất là tốt. Trong cái thành phần của ba kích này có, nó có những cái chất uống vào giải rượu các bạn, khi nên mình uống cái ba kích này có thể uống nhiều. Đấy, còn những cái loại rượu khác thì có thể là không uống nhiều được, nhưng riêng củ ba kích này có thể uống rượu tiếp khách được, mà mình uống nhiều nó cũng không cảm giác như những cái loại rượu khác nó khó chịu, rồi nó
Đây là em nói là trong nhiều so với những cái loại khác nhé các bác nhé, thì nó không gây khó chịu mạnh như những loại khác, này sẽ gây vừa phải thôi. Tại vì trong cái củ ba kích này cũng có thành phần đáy rượu, khi mà các bác say rượu ấy, các bác có thể giã hoặc là bóc cái củ ba kích này, các bác đun nước để uống giải rượu rất là nhanh. Còn mình sử dụng như nào thì tùy mình thôi, tại vì là khi mà tiếp khách thì ai cũng không tránh được, cũng phải rượu tiếp khách thì không ai mà tránh được cả, nên mình có thể chọn những cái loại rượu làm sao mình tiếp khách cho nó an toàn. Và rượu thì mình cũng nên chọn những cái rượu nấu uy tín chất lượng, không những cái chỗ mà không uy tín chất lượng thì mình không nên mua các bạn, tại vì là rượu bây giờ thì có nhiều loại lắm, mình làm sao mình chọn được cái chỗ uy tín chất lượng để mình mua thôi. Còn cái củ ba kích này, các bác nhớ là các bác phải sơ chế tách bỏ lõi chứ không được ngâm cả củ như này đâu nhá. Bên em thì có ba kích tươi như này, ba kích Quảng Ninh này, rồi bọ cạp, tắc kè, sâm cau, nấm ngọc cẩu, dâm dương hoắc, nhục thung dung, đủ các loại đồ ngâm rượu. Đấy, các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ giúp em nhé, em sẽ tư vấn nhiệt tình. Các bác mua hàng cũng được, mà không mua hàng cũng được, em sẽ tư vấn nhiệt tình. Bên em thì có giao hàng toàn quốc qua đường bưu điện, các bác chỉ việc kiểm tra hàng rồi thanh toán. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Chào và tạm biệt các bác.